Tạm biệt với những thông tin y tế có trong chương trình ngày hôm nay. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục và chắc chắn quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thoải mái và cực kỳ thư giãn. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Bác sĩ ơi. Chị vào đây. Em chào bác sĩ. Cẩn thận. Có chuyện gì hả chị? Bác sĩ ơi, em nói thật với bác sĩ là em ở quê lên. May mà có bác sĩ ở đây. Em không hiểu sao hơn tuần nay bác sĩ ạ. Người em nó đau hết cả mình mẩy. Tay chân chả muốn giơ lên để làm việc gì cả. Em không làm được việc gì bác sĩ ạ. Bác sĩ xem thế nào. Bác sĩ khám cho em, cứu em với bác sĩ ạ. Xin lỗi chị. Bác sĩ đi vắng, phải dự hội nghị ở nước ngoài, 5 ngày nữa mới về. Tôi chỉ là y tá trực nên không thể giúp gì được chị. Thế này đi, chị hết sức bình tĩnh. Tôi thấy là chị rất khỏe mạnh, không vấn đề gì cả. Tôi sẽ làm lịch hẹn cho chị, rồi chị đi khám lại nhé. Chị tên là gì nhỉ? Em tên là Thắm ạ. Cái gì Thắm? Lã Thị Thắm ạ. Lã. Vâng bác sĩ ơi. Thì bác sĩ cho em hỏi lại, bác sĩ vừa bảo mấy ngày nữa ạ? 5 ngày chị ạ. 5 ngày ạ? À? Vâng. Ôi 5 ngày thì mỗi ngày bệnh nó một nặng, 5 ngày thì em chết rồi thì làm thế nào ạ? À đấy, trong trường hợp này, chị nhớ nhắn người nhà gọi điện cho tôi để tôi xóa tên chị trong sổ hẹn nhé. Hả? Thưa quý vị và các bạn, tinh thần luôn tạo cho chúng ta năng lượng sống vô giá và hy vọng rằng với những nụ cười mà quý vị vừa có được sau khi xem xong tiểu phẩm vừa rồi, chúng ta sẽ có một tinh thần thật thoải mái để bắt đầu một công việc mới thật hiệu quả. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.